Xin chào mọi người nha, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Na Na TV. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Hiện tại thì tôi đang rất là bận nha mọi người. Đó chính là tôi đang bằng đập đá đấy. Rồi ok, đầu ngày thì đập đá chứ làm cái gì giờ mọi người. Giờ ok ngọc bích luôn đó, giờ ơi ghê cho mọi người. Giờ ok thì trước khi bắt đầu video mới ngày hôm nay, mọi người nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh với nhé, và nhớ bật chuông để đón xem những video mới nhất luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Giờ ok đầu ngày mà đập được một cục đá như vậy là thấy đủ rồi đó mọi người ơi. Còn bây giờ thì bắt đầu tiến hành ra câu cá nha mọi người. Thì nói chung là nghe ông Na nói á, là đập 3 cục đá là lên được bóng 6 có vương miện, thì đập một cục đá không biết lên cái gì mà ông Na là tôi luôn đó mọi người. Rồi, ok thì để xem thử coi đập một cục đá nó sẽ lên cái gì nha mọi người. Rồi ok nó lên bóng 4 mọi người ơi. Ôi giời ơi luôn. Cái gì tôi cũng sẽ câu nha mọi người, để tôi xem thử coi nó có cái gì khác bọt hay không chứ. Bóng 4, bóng 5, bóng 6 nha mọi người. 1 2 3 bỏ đi. Rồi ok lên nè. Ôi cái gì đây? Ôi vương miện rồi đó. Ôi, cá phôi trắng vương miện. Ghê cho mọi người đấy, trời trời, đập một cục đá là nó lên vương miện, đập 3 cục đá là nó lên bóng 6 có vương miện. Mà nói chung là mấy ngày nay tôi nịch bóng 6 quá trời luôn mọi người, nên là không có clip cho mọi người coi ấy, câu hoài không ra bóng 6, đang tìm cách để cho nó ra lại bóng 6 nè mọi người. Nói chung là mấy cái mẹo cũ bữa làm mà sao giờ làm lại nó không ra bóng nữa, nên là buồn dễ sợ đó mọi người. Nên là bây giờ là đi đập đá rồi đi câu cá thử coi nó lên như thế nào nha. Giờ ok lại tiếp tục một cái bóng 4 đó nha mọi người. Ôi cá mập báo vương miện đấy, một cục đá là cứ lên vương miện đều luôn á trời. Ôi giời ơi cho mọi người đấy, nếu mà đập 3 cục đá hiếm nha là nó lên bóng 6 có vương miện. Thì nói chung là nói như vậy thôi, thì có người làm được có người làm không được nha, chứ tôi không có chắc 100% đâu mọi người. Nói chung là clip mang tính chất giải trí là cao nhất thôi nha. Ok đây là bóng 5 mọi người ơi. Đấy rồi ok đây để coi. Nói chung lâu ngày rồi không có câu được cái con cá rau onchon ra tiết vương miện, buồn dễ sợ đúng người. Không biết bây giờ bao giờ nó mới lên lại nữa. Không biết nhà phát hành sao tự nhiên giấu nó đi chi trời. Nói hoài mà không chịu thả ra mọi người. Giờ ok lên thử coi. Ôi ôi trời ơi, cá rau onchon ra tiết vương miện. Đập đá thì tôi thấy rằng là nó chỉ lên được cá có vương miện thôi mọi người, chứ nó không lên được bóng 6, nên là bây giờ là tôi thử bắt một cái con côn trùng xem sao nha mọi người. Giờ ok bây giờ là tôi bắt đại cái con bọ hung này luôn nha, bọ thường thôi không cần hiếm đâu. Rồi ok đấy, cái tướng đi bắt bọ hơi bị ghê nha mọi người. Còn bây giờ thì bắt đầu tiến hành đi ra ngoài biển nha mọi người. Rồi ok nói chung thì câu xa khơi hay là biển sâu thì tùy mọi người nha. Còn tôi thì nói chung là tôi thích đâu thì tôi ghé đó nha mọi người. Nói chung thì câu xa khơi thì mọi người cho nó nhiều bóng 6 xí nha, chứ biển sâu thì tôi đã nói mấy lần rồi nó ít hơn, nên là câu xa khơi nha mọi người, để mình test thử coi nó lên được bóng 6 hay không, chứ bữa giờ nịch quá trời. Giờ ok đứng đây câu đây mọi người, cái thuyền rồng này là thấy nó lên bóng 6 nhiều nè, để câu thử thuyền rồng xem sao nha. Giờ ok đấy, bóng 5 đã xuất hiện rồi đó mọi người. Rồi ok để coi coi bóng 5 có lên cá rau onchon ca chít vương miện nữa hay không nha. Rồi ok đã nhắc thành công rồi nè mọi người ơi. Lên nè em ơi, cá gì đây đó, bực bạc. Ôi trời, đứt dây hả? Đổi thuyền mọi người ơi, chứ dễ trang thuyền rồng đứt dây rồi. Giờ ok đổi là cái thuyền này nha mọi người. Rồi ok đứng đây câu luôn nha. Rồi tiếp tục luôn nha mọi người. Ôi có thằng nào bắt được cá voi lưng rù kìa, người Hàn Quốc mọi người ơi. Ôi trời ơi, tại sao không phải là tôi? Rồi ok lại bóng 5 nữa à. Ôi bóng 5 nó bị nhiều nha mọi người. Không lẽ là bắt cái con côn trùng là đi câu lỡ lên bóng 5 nhiều sao ta? Rồi ok đã nhắc thành công rồi nha mọi người. Đây là một cái con cá đao onchon gai tiếp thôi, bỏ đi mọi người ơi, cá mập trắng khổng lồ nha mọi người. Rồi ok xưa là cá mới đấy, thuộc cái loài cá mới đấy mà lâu ngày gặp lại nhớ quá trời. Lại là bóng 5 nữa nè mọi người. Ôi rồi không lẽ là bắt một cái con côn trùng đi câu là nó sẽ lên bóng 5 không sao ta? Rồi ok để thử xem vài cái nữa xem sao nha mọi người. Rồi ok có khi nào lại là cá đao? Ôi anh của cá đao, cá cưa phải trưởng. Ôi vẫn là lâu ngày gặp lại rồi nha. Tiếp tục vẫn là bóng 5 lên nha mọi người, không tính được luôn mọi người ơi. Trời ơi đập đá là lên vương miện, bây giờ bắt côn trùng là lên bóng 5, rồi làm gì lên bóng 6 trời. Ôi trời ơi, rồi một chút xíu nữa để tôi nghiên cứu thử lại cái chỗ này nha mọi người. Thấy cái chỗ này nó hơi là lạ sao đó mọi người ơi. Giờ ok để cáo thành công ở đây nè, để xem thử coi. Ôi bậy rồi nhắm búa. Ôi trời ơi con này xưa sợ quá trời luôn đấy. Ok tiếp tục vẫn là một cái bóng 1 nha mọi người. Ủa, cái chỗ này hơi là lạ nha mọi người. Rồi ok thôi câu đại luôn nha. Nói chung thì lâu ngày rồi không có câu bóng 1, để câu thử bóng 1 xem sao nha mọi người, chứ để nó lộng hành quá đấy. Trời ơi cá voi mini luôn kìa. Ôi, kiểu gì cũng lên cá xịn trơn trời, kiểu gì cũng lên cá hiếm trơn, ghê thiệt luôn mọi người ơi. Toàn là nhắm búa mũi cưa vô sát thủ. Giờ ok ở cái tầng thứ 3 này là mình sẽ đi bắt một cái con côn trùng hiếm nha mọi người, để xem thử coi bắt côn trùng hiếm xong rồi nó có lên được bóng 6 hay không nha. Mà bắt được cái con côn trùng hiếm không hay không có được chứ. Rồi ok thấy rồi đây mọi người ơi, đây bướm nữ hoàng mọi người ơi. Rồi ok lâu ngày không bắt gung tay lắm á, không biết bắt được hay không nữa đây nè. Ở cái tập trước đấy bắt đâu có được đâu mọi người, bắt hụt luôn á. Nói chung là đi chậm quá hết dở đi luôn, không bắt được. Rồi ok, để coi lần này bắt được hay không nha. Lâu ngày rung tay quá, chụp đại coi chúng thôi. Đó, ghê chưa trời, ô Vương Miện luôn. Ủa không phải trưởng, ghê trời. Chụp đại lên Vương Miện luôn mọi người. Tính ra bây giờ là Vương Miện hơi bị nhiều hay sao, đâu có cá Vương Miện cũng nhiều mà bắt đại có con bướm nữ hoàng cũng lên Vương Miện luôn. Ó trời ơi. Hình như là cái này là tôi mới để ý nè mọi người, nó khác trước đây nha. Trước đây là mới cập nhật cái mọi người. Khi mà ra ngoài biển này nè là nói chung là chúng ta đứng trên biển nhưng mà xa nhau một chút xíu là chúng ta không nhìn thấy nhau. Nhưng mà bây giờ là nói chung là đứng xa, hình như là đứng xa vẫn nhìn thấy rồi đó mọi người. Nói chung là cái này là chắc là mọi người đã phát hiện lâu rồi, hình như là tới lúc này tôi mới phát hiện ra. Trời, lúc này tôi mới phát hiện ra là nó khác trước thôi nha, chứ không phải là cái gì nha mọi người. Anh Na ký em hả? Ok, ký thì ký. Rồi ok, ký em, hai em nhá. Rồi ok, xong nha. Đấy, nhanh gọn lẹ. Rồi em tôi dùng lại tiền rồng nha mọi người. Nói chung là cái tiền rồng này lần trước là tôi thấy nhiều bóng sáo ở bên kia, đông cây bóng sáo kìa. Rồi đứt cái bạc luôn, trời ơi. Ôi tự nhiên ký chi cũng biết, ký cái đứt dây luôn trời. Đấy, biết gì nãy đừng kêu ký là đâu có đứt dây đâu. Rồi nói chung là cái nhân phẩm của tôi thì mọi người thấy rồi đấy, nhân phẩm hơi bị hên đấy. Còn ai dám kêu ký nữa thì tôi ký rồi nha. Rồi ok, cũng là món ba mà. Còn mãi nói chuyện kéo luôn cái quân luôn rồi. Ôi trời ơi. Sau đó thì tôi đã đứng đây câu mãi cho đến đêm luôn nha mọi người, và vẫn không nhìn thấy một cái bóng sáo nào hết trơn mọi người ơi. Vẫn là bóng bướm thôi. Nói chung là cái gì đây, Dũng lỏ hả? Dũng lỏ tim hả? Chết màu không lỏ luôn rồi. Rồi ok, không có lỏ hay không đây nữa đây nè. Rồi ok, cá mập luôn. Cũng lâu ngày gặp lại mọi người ơi. Sau đó thì tiếp tục là tôi câu mãi từ đêm cho đến ngày luôn mọi người, và vẫn không nhìn thấy một cái bóng sáo nào hết trơn mọi người ơi. Nói chung là chắc là lỏ luôn rồi đấy. Mà ở cái này trời. Ui nó to vài trưởng đó mọi người ơi. Trời ơi. Đấy, bóng sáo đây xuất hiện rồi nha mọi người. Đấy. Ghê chưa. Đấy, bắt côn trùng hiếm đó mọi người. Còn lên hay đứt thì để tính sao nha mọi người. Không biết bắt côn trùng hiếm có Vương Miện luôn đấy nha. Lên cá bóng sáo có Vương Miện cho coi đây nè. Rồi ok, không đứt dây rồi, hên quá mọi người ơi. Rồi ok, bây giờ là bắt đầu hành động nha mọi người. Cái khúc này nó căng lắm mọi người. Cái khúc này nhiều khi mà tôi bây giờ tôi bị tâm lý á, bữa tôi bị hụt mà do cái điện thoại lắc hay sao đó mà tôi bị tâm lý luôn đó mọi người. Giờ khúc này tôi run lắm. Giờ ok, vẫn câu thành công mọi người ơi. Đấy, đây. Trời ơi, cá phôi lưng rù không có Vương Miện. Trời ơi, sau bao nhiêu ngày nịch bóng sáo đó mọi người, và bắt một con côn trùng hiếm có Vương Miện thì nó lên cá không có Vương Miện, tào lao dễ sợ. Rồi ok, cũng được, cá voi lưng gù nha mọi người. Đấy, to đẹp phải trưởng, ghê chưa. Rồi ok, như vậy là cái cách mà đi bắt cái con côn trùng hiếm hai mọi người trên kênh Na Na TV. Ôi rồi mới ký cho đứt bóng sáo đây, vẫn chào nha, vẫn biết lên TV luôn mới ghê chứ. Giờ ok, nói chung là cái cách này là thấy bước đầu hiệu quả rồi mọi người. Ở cái tầng thứ tư này là tôi sẽ đi bắt một cái con bọ hiếm nha mọi người. Giờ ok, tôi nhìn thấy cái là mọi người ơi, quá trời bọ luôn. Ôi rồi 2 cây 3 con. Giờ ok, để tôi nghiên cứu lại thử coi 3 con này là 3 cái con gì nha mọi người. Giờ ok, cái cây đầu tiên mọi người ơi, cái cây đầu tiên là nó có một cái con là bọ hung 5 sừng với lại là một cái con bọ hung. Còn cái cây bên kia là nó có một cái con bọ đen, bọ cánh cứng khổng lồ. Ôi trời ơi. Đấy, trời ơi, đi tìm em nãy giờ em ơi. Mà cái con này tưởng đâu nó tuyệt chủng rồi không đó mọi người. Trời ơi trời, lâu ngày lắm rồi đấy, đã lâu lắm rồi mới gặp lại luôn đó trời. Tưởng đâu mà từ khi mà xuất hiện mà châu chấu hồng này nọ, bọ đá quý Hàn Quốc gì đó mọi người, là nó ít xuất hiện cực kỳ luôn. Nó với lại là cái con bọ kẹp kìm vàng á, bây giờ là tìm lòi mắt ra luôn á mọi người. Cái khúc cây mà nó xuất hiện trước mặt tôi luôn mới ghê chứ. Hồi ôi trời. Ủa, nó che mất tầm nhìn của tôi luôn mọi người ơi. Trời ơi, khúc cây xuất hiện ác thiệt. Giờ ok, khoảng cách đã chuẩn rồi nè mọi người. Wow, giật thói đấy. Ui, lại Vương Miện, bọ cánh cứng Vương Miện. Sorry, hồi nãy tôi nói nhầm là bọ cánh cứng khổng lồ mọi người. Cái con này là bọ cánh cứng thôi nha. Nói chung là lâu ngày không có bắt côn trùng đó mọi người, nên là nói chung là nói sai tên thôi chứ không có gì cả. Mà nó lên Vương Miện luôn mới ghê chứ. Rồi ok, bây giờ là như nó dễ lên Vương Miện thì các mọi người ơi. Thấy 2 con, chụp có 2 con lên Vương Miện hết trơn, 2 con luôn nha. Giờ ok, đủ rồi đó mọi người, đủ để đi kiếm bóng sáo rồi đó nha. Tiếp tục là tôi vẫn sử dụng thuyền rồng nha mọi người. Nói chung là tôi vẫn thích thuyền rồng câu bóng sáo ha mọi người ơi. Nó lên bóng sáo nhiều hơn. Hôm trước mà tôi câu hột bóng sáo mọi người là tôi tưởng đâu là do cái thuyền rồng nó bị lắc ơi. Trời ơi, bóng sáo này nè mọi người ơi. Đấy, dễ lên bóng sáo ghê luôn á trời. Tính ra là bắt một cái con côn trùng hiếm là nó dễ lên bóng sáo đó mọi người ơi. Sau bao nhiêu ngày nịch bóng á mọi người. Nói chung là cái thuyền rồng này là tôi thấy dễ lên bóng hơn. Vì cái đợt trước, tập trước đó mọi người, là nó lên 6-7 bóng luôn ấy. Mà tôi bị lắc cái gì á mà tôi câu không được, mà nó đứt cũng nhiều nữa. Rồi ok, thì hồi nãy là tôi câu thành công, nghĩa là không phải là do thuyền rồng mọi người, mà do giống như kiểu mà bữa điện thoại tôi bị lắc hay sao đâu á. Giờ ok, đấy tập trung câu cái bóng sáo này cho nó thành công, cho nó mỹ mãn nha mọi người, đừng có đứt dây nha. Rồi lên cung trùng hiếm có vương mị, mà không biết lên được bóng sáo có vương mị hay không. Đây rồi nhấp thành công đây nè. Đấy rồi ok, không có đứt dây rồi mọi người, hên quá trời hên luôn rồi đây nè. Rồi ok, bắt đầu khúc này hành động nha mọi người. Khúc này là như là tôi lấy là bình tĩnh nha mọi người. Chứ hồi nãy cái bóng kia là tôi vẫn còn tâm lý lắm, nhưng mà khúc này là bình tĩnh rồi. Rồi ok đây nè, đấy rồi ơi, cá mập khổng lồ Megalodon. Trời ơi, sao mà không có vương miện vậy? Cái con này chưa câu được vương miện nữa mọi người, mà cái con này to vải trưởng luôn đây nè. Ôi giời, ghê chưa. Đấy, như vậy là cách cũng khá là thành công đó mọi người. Tầng thứ tư này cũng vẫn thành công luôn nha. Rồi ok, thôi video mình xin dừng đây nha mọi người. Xin chào và tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho Na với nhá.